quay cho các bạn coi một cái giường bông giấy 12 con giáp nữa các bạn. Có chú này nghệ nhân. Đâu cái này là con cọp nè các bạn. Là đó là con trâu. Này đúng 12 da con giáp luôn nha các bạn. Đẹp quá đẹp à. Đây bông giấy lá nhỏ hả chú? Phải. Với Mỹ hả? À, con có một bạn nó cũng kiếm lợn bông giấy với Mỹ đây nè. Này con heo. Con heo nè các bạn. Này con rồng nè các bạn. Quá đẹp rồi. 12 con giáp các bạn ơi. Bông giấy Mỹ nha. Đẹp lắm. Này con rắn nè các bạn. Rồi đây là con ngựa nha các bạn. Tới bên đây còn là con dê. Đây là con dê nè các bạn. Có hai cái sừng nè. Lỗ tai hai sừng nè các bạn. Đây là con khỉ nè các bạn. Đúng 12 con giáp luôn nha các bạn. Đó, khỉ đó. Hôm nay chưa thành hình nha các bạn. Rồi tới đây là con này, con gì ta? Này giống con chim quá. Rồi đây là con chó nè các bạn. Rồi bên đây là con mèo. Nếu các bạn thấy thích và đẹp và hay nhớ chia sẻ và đăng ký comment và ủng hộ kênh mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Còn đây là con chim. Này bông bông bập nhật nè các bạn. Đây là con rồng các bạn, có hai cái sừng nè, này là con rồng nè, mình nó chưa có thành dáng không.
À, để mình qua đây với mình cho các bạn xem một cái chậu bông giấy Mỹ nha. Mà mini nó đẹp lắm các bạn. Đây. Dạ. Hết sức cái bộ chậu ghế này đẹp à. Có dáng, hết sức dáng. Chỗ này. Nó có chì nên nó đẹp à. Còn này hồng Nam Bộ à. Chú có tưởng ra cái núi này kêu núi gì không chú? Dạ. Chưa có đọc chứ. Hình dung chú hình dung giống núi này. Cũng như mình tạo theo cái ý mình chứ cũng không có. Chứ mình cũng không có coi sách giỏi gì, cũng như là mình cái ý tưởng của mình coi. Không đẹp chứ chú, cảnh cảnh là đẹp. Còn để đó cái núi với cái chùa đó với cái ấy nữa mà mua chưa có. Với cái tượng Phật để trên đó. Cái này là để đang cái chùa nữa nè. Rồi đây cái chùa đó nè. Rồi đây tượng Phật để lên này. Cái này là đi lên nè. Dạ dạ. Mày mới tạo mấy cái cảnh tạo nó mở. Quá đẹp à. Này phải mà chú được mừng tượng được cái cảnh núi ông cấm trên toàn bờ diện mình quay làm cái nóc ở trên cái hồ á, cái mình làm được cái bốn cái góc mà chỗ Phật Di Lạc rồi chùa Phật lớn rồi chùa Văn Linh rồi bên kia mà mấy cái đó mình làm được mà phải có cái rộng mới được. Dạ đúng rồi, cái bề rộng được mà bên đây chùa Văn Linh bên kia ấy rồi mình làm cái hồ ngay giữa. Dạ dạ. Cái này là cũng như mừng tượng trên núi nó chảy xuống đây nó có cái chỗ. Dạ dạ, cái này nó giống suối Thanh Long nè. Rồi đây là xe chạy cặp đây ra. Dạ dạ. Dạ. Làm cái đường xe. Dạ dạ. Cái này xe chạy đây nè. Làm cái cảnh núi nó đẹp, chú làm trên cảnh mà trên đỉnh thôi. Nên là nó có kiến trúc nó đẹp. Thấy kiến trúc nó đẹp. Bề ngang nó có bốn đất à. Mấy cái chỗ mà chú nói như chú ông đó là bề ngang nó phải bự. Không, bởi nó bề ngang hoặc mét vuông được à. Mét vuông chú làm được à. Thì mình chia bốn góc nó thành cái hình quang cảnh trên hồ trên đỉnh núi ông cấm có hồ cá rồi Phật Di Lạc ngồi rồi chùa Vạn Linh đâu đó. Nó làm cho mừng tượng chú làm rất là đẹp. Dạ dạ. Bưng là mình làm mấy cái hòn nhỏ nhỏ là nuôi cá như này. Dạ dạ.